Hello anh em Tiếp theo là có em trai đi 125 ghế shop mình lên full một bộ trước sau luôn nha Xe của em trai thì yêu cầu là canh đi bóc racing nha Thì một bộ bên mình là gồm có nồi trước nồi sau Thì nồi trước cũng có chén bi, cánh quạt, bi nồi nói chung là một bộ đầy đủ Rồi nồi sau thì gồm có bố chuông rồi so rồi sau ba càng này kia là nói chung là anh em qua là chỉ việc tháo cái zin ra và gắn bộ mình vô thôi rồi xong rồi mình canh chỉnh này kia anh em muốn đi em thì mình sẽ canh đi em muốn đi bóc thì mình canh đi bóc đó bao anh em là hết bị rung ra đầu anh em làm nồi với mình thì sẽ được canh chỉnh đồ gắn đồ miễn phí nha anh em không có tính tiền công hay gì hết đó nguyên một bộ trước sau đồ zin anh em đem về nha qua là chỉ việc tháo cái đồ zin ra ráp bộ mình vô thôi tầm khoảng hai phút tới ba phút thôi rồi bây giờ mình nổ máy nè đó nổ máy xong rồi mình canh chỉnh cho anh em đó, canh chỉnh ok nhất rồi mình mới giao xe cho anh em nha thì uh, shop mình nằm tại địa chỉ trong hẻm số 14 bốn một cây keo phường hiệp tân quận tân phú số điện thoại bảy năm -79 thì uh, sớm mình có ship code đó nha giao hàng nhận tiền anh em nhắn tin cho mình họ tên địa chỉ số điện thoại thì mình sẽ ship code cho anh em rồi anh em gần xa có nhu cầu làm nồi nâng cấp bảo dưỡng thay nhớt ủng hộ shop mình nha